Xin chào các bạn, trong video này, mình sẽ review cho các bạn top 11 loại kem trị mụn, ngừa mụn tái phát hiệu quả nhất hiện nay. Đứng ở vị trí đầu tiên đó chính là kem trị mụn Dipyrin 0.1% ACA Peeling dạng cream trên gel. Thông tin thương hiệu. Dipyrin là một sản phẩm được dược phẩm nổi tiếng Gadamer đến từ Thụy Sĩ bào chế. Đây là một hãng dược mỹ phẩm với những sản phẩm rất sừng sỏ và rất có hiệu quả cùng giá thành rất hợp lý. Trong suốt quá trình hình thành, Gadamer đã gây được tiếng vang lớn với thị trường quốc tế. Thành phần ACA Peeling 0.1% là một hệ của retinoids, hoạt chất đang làm mưa làm gió trong giới beauty với công dụng điều trị mụn một cách nhẹ nhàng nhưng hiệu quả, hầu như không để lại tác dụng phụ. Bên cạnh đó, thành phần này còn có khả năng kháng khuẩn và giảm mụn viêm. Sản phẩm có dạng cream hoặc gel màu trắng đục, thấm nhanh trên da. Đối tượng sử dụng phù hợp cho hầu hết mọi loại da, phù hợp cho loại mụn ẩn có lớp sừng dày, mụn không viêm hoặc viêm ở mức nhẹ, không sử dụng cho phụ nữ mang thai hoặc cho con bú. Đánh giá chung về sản phẩm. Bao bì, sản phẩm dạng cream được làm bằng một tuyết kim loại nên rất tiết kiệm. Khi gần hết sản phẩm, có thể cuộn từ tuyết kem để sử dụng mà không lãng phí. Sản phẩm dạng gel được làm theo dạng tuyết nhựa mềm, dễ dàng lấy và bảo quản sản phẩm. Dung tích 30g. Ưu điểm, dạng cream sẽ giúp cung cấp độ ẩm cho da, giúp da không quá khô hay ít bị tình trạng bong da. Dạng gel sẽ không làm bít tắc lỗ chân lông, khiến da thông thoáng dễ chịu, không để lại cảm giác nhờn rít. Giúp loại bỏ các loại vi khuẩn gây mụn một cách nhẹ nhàng, khiến lỗ chân lông được khô thoáng, đồng thời còn có khả năng chống lão hóa nhưng không quá rõ rệt. Là một sản phẩm không cồn, không hương liệu, an toàn cho da nhạy cảm. Nhược điểm, nếu ở dạng cream nên khi mới dùng có thể dễ gây bí da, làm tăng khả năng gây mụn mới. Không phù hợp với phụ nữ có thai vì ACA Peeling có thể gây hại đến thai nhi. Lưu ý khi sử dụng, tham khảo ý kiến bác sĩ khi người sử dụng sản phẩm đang mang thai. Giá tham khảo 200.000 đồng. Đứng ở vị trí thứ hai đó chính là kem trị mụn Cleansing Milizay. Thông tin thương hiệu. Sản phẩm do một hãng dược mỹ phẩm cao cấp tại Ấn Độ Glenmark. Thương hiệu này được thành lập và đi vào sản xuất từ năm 1977 do ông Gracias Sandernya đứng đầu và đã nhân rộng hoạt động trên 50 nước khác nhau với nhiều cơ sở lớn nhỏ. Hãng được biết đến với những sản phẩm với giá thành hạt rẻ nhưng đem lại hiệu quả cao. Thành phần ACA Peeling 0.1%, vitamin acid thế hệ 3 với khả năng kháng viêm, trị mụn, không để lại tác dụng phụ cho người sử dụng, nguy cơ kích ứng thấp. Clean Amikin là thuốc kháng sinh thường được kê trong các đơn thuốc. Có kết cấu dạng gel, thấm nhanh trên da. Đối tượng sử dụng thích hợp với làn da dầu mụn, không sử dụng cho phụ nữ có thai và đang cho con bú. Đánh giá chung về sản phẩm. Bao bì, dạng tuyết màu trắng làm bằng nhựa dẻo, đầu lấy sản phẩm vừa phải, dễ dàng lấy sản phẩm ra. Dung tích 15g. Ưu điểm, ở dạng gel nên khi bôi đem lại cảm giác thoáng mát, hạn chế được tình trạng tặng bí da hay bít tắc lỗ chân lông, nếu là da dầu sẽ giảm thiểu tình trạng da bị bóng. Có thể kết hợp với các loại dưỡng ẩm một cách dễ dàng để tránh làm bong chóc hay khô da, thúc đẩy quá trình mở tế bào, làm da mịn màng hơn. Có giá bình dân nhưng hiệu quả trị mụn cao. Có khả năng làm mờ thâm, giúp da sáng và đều màu hơn nhờ dẫn xuất của vitamin A, ACA Peeling. Nhược điểm, không phù hợp với phụ nữ mang thai bởi có chất ACA Peeling có thể gây hại cho thai nhi. Khả năng làm mờ thâm lâu, từ 2 đến 3 tháng, cần phải kiên trì. Lưu ý khi sử dụng, trong thời gian đầu sử dụng sẽ xảy ra quá trình bình thường hóa năng lông, từ đó giúp đẩy mụn ở dưới lên bề mặt da, giúp đào thải các vi khuẩn tích tụ dưới da khiến da láng mịn. Tham khảo ý kiến của các bác sĩ khi sử dụng với phụ nữ mang thai. Giá tham khảo 75.000 đến 120.000 đồng. Đứng ở vị trí thứ 3 đó chính là kem trị mụn Arete Clear Action Medicated Lotion. Thông tin thương hiệu. Đây là một sản phẩm thuộc công ty Arete Clear đến từ Úc và được sáng lập bởi Eagle Pharmaceuticals. Dù chỉ mới thành lập vào 2010 nhưng đây được xem như một hãng mỹ phẩm uy tín và rất được ưa chuộng tại Úc bởi các sản phẩm trị mụn đa dạng với những thành phần lành tính. Thành phần Arelaic Acid 20% có khả năng điều trị mụn vô cùng hiệu quả. Bên cạnh đó còn là một chất làm đều, làm sáng da, tác động đến sắc tố da, nhờ đó làm giảm thiểu tình trạng tăng sắc tố, nám, hạn chế được các tác dụng phụ. Glycerin giúp cấp ẩm cho da, tránh tình trạng bong chóc khi sử dụng sản phẩm trị mụn. Có dạng lotion với kết cấu mỏng nhẹ, ít khả năng gây vón cục trên da. Đối tượng sử dụng phù hợp với những làn da điều trị mụn nặng như mụn viêm hoặc mụn ẩn, những làn da bị nám, tăng sắc tố, không đều màu. Đánh giá chung về sản phẩm. Bao bì gọn nhẹ, nhỏ nhắn, dễ sử dụng và bảo quản sản phẩm khỏi tác động bên ngoài. Dung tích 25. Ưu điểm, điều trị mụn viêm, mụn sưng to, mụn nặng hay các loại mụn khác rất hiệu quả mà ít để lại phản ứng phụ trên da. Có khả năng tẩy da chết nhẹ nhàng, giúp cải thiện các tình trạng rối loạn sắc tố da, nám da, khiến da đều màu sau 3 đến 4 tuần sử dụng. Kích thích sản xuất collagen tự nhiên ở da, giúp quá trình lão hóa da chậm lại. Phụ nữ mang thai hoặc cho con bú đều có thể sử dụng. Nhược điểm, thời gian cải thiện khá lâu, từ 1 đến 6 tháng. Chỉ nên sử dụng trong khoảng thời gian điều trị mụn, vì nếu sử dụng trong trường hợp da bình thường, không có vấn đề gì sẽ gây đỏ da hoặc khiến da nhạy cảm hơn. Giá tham khảo 250.000 đồng. Đứng ở vị trí thứ 4 đó chính là kem trị mụn Skinorin 20% Arylaic Acid.
Kem trị mụn Skinorin đến từ công ty dược phẩm đa quốc gia Đan Mạch Lao Pharma thuộc tập đoàn Lao Foundation. Công ty được xây dựng lên từ đầu những năm 1900 và hiện nay đã xuất hiện và được nhân rộng tại hơn 100 quốc gia trên toàn thế giới. Thông tin thương hiệu: thành phần Araleic Acid, có thể diệt khuẩn, kháng viêm, tẩy da chết nhẹ nhàng, không chứa cồn, hương liệu nên phù hợp cho hầu hết mọi loại da. Dạng kem: đối tượng sử dụng, da thường hoặc da khô dùng loại 20%, da dầu có thể dùng 15%. Đánh giá chung về sản phẩm: bao bì, kích thước sản phẩm vừa phải, đơn giản với tông màu chủ đạo là màu cam. Dung tích 30. Ưu điểm: hoạt động tốt trên bề mặt da mụn nặng, cải thiện được những vấn đề của da về sắc tố, không gây tình trạng đẩy mụn, phù hợp cho hầu hết mọi loại da, cho phụ nữ mang thai và cho con bú. Nhược điểm: có khả năng gây nên mụn nám, phải kiên trì sử dụng trong một thời gian 1 đến 6 tháng để thấy được sự cải thiện của da. Giá thành sản phẩm 350k đến 400k. Đứng ở vị trí thứ 5 đó chính là kem chấm mụn đặc trị The Inkylit. Thông tin thương hiệu: The Inkylit là một hãng mỹ phẩm tới từ Anh, được thành lập vào năm 2018 bởi hai nhà đồng sáng lập Colette Blackstone và Mark với niềm đam mê khoa học và làm đẹp. Tuy là một hãng mỹ phẩm trẻ nhưng The Inkylit là một đối thủ đáng gờm của các hãng mỹ phẩm lớn với những sản phẩm mang tới hiệu quả cao cho người sử dụng. Thành phần 2% succinic acid làm ức chế quá trình mụn phát sinh trên da cũng như điều tiết sự tăng sinh sợi bã nhờn. 1% salicylic acid giúp loại bỏ nhẹ nhàng lớp sừng của da. 2% côn London Sulfur giúp hỗ trợ điều hòa lại các tuyến bã nhờn. Cồn benzin alkohan nên da nhạy cảm với cồn nên cân nhắc trước khi mua. Dạng kem: đối tượng sử dụng, phù hợp với hầu như mọi loại da nhưng đối với da kích ứng với cồn thì nên cân nhắc kỹ. Đánh giá chung về sản phẩm: bao bì, hình thức sản phẩm nhỏ gọn, trẻ trung, tối giản với hai tông màu trắng đen. Dung tích 15ml. Ưu điểm: giải quyết được các tình trạng sưng của mụn viêm, làm khô cồn mụn hiệu quả, nhanh chóng. Làm sạch các lỗ chân lông, tạo cảm giác thông thoáng dễ chịu, làm dài tình trạng nổi mụn một cách đáng kể. Sau khi mụn được giải quyết sẽ hạn chế việc bị sẹo rỗ trên da, ít gây khô da. Nhược điểm: có cồn nên những người có da bị dị ứng cồn nên tránh. Lưu ý khi sử dụng, có thể bôi 3 lần trên ngày. Giá tham khảo 250 đến 300.000 đồng. Đứng ở vị trí thứ 6 đó chính là tinh chất ngăn ngừa mụn và làm trắng da Neo Gen Care. Thông tin thương hiệu: Neo Gen Care được biết đến là một hãng mỹ phẩm đến từ Đài Loan, là sản phẩm của 4 vị chuyên gia về ngành dược với mong muốn và quan điểm làm sản phẩm cho khách hàng như được làm sản phẩm cho người thân. Neo Gen Care từ khi thành lập đã nhận được rất nhiều giải thưởng từ những sản phẩm chất lượng với giá thành hợp lý. Thành phần 2% salicylic acid BHA giúp tẩy tế bào chết, làm dài tình trạng mụn ẩn. 2% malic acid tẩy da chết nhẹ nhàng, cải thiện tình trạng da không đều màu, kháng viêm mụn. 1% vitamin C làm trắng da. Dạng serum: đối tượng sử dụng, các loại da có mụn nhẹ. Đánh giá chung về sản phẩm: bao bì, dạng tuyết, màu trắng, giản dị, đầu lấy sản phẩm nhỏ. Dung tích 15ml. Ưu điểm: phù hợp với những người lần đầu sử dụng BHA, gom cồi mụn nhanh không để lại sẹo, có khả năng làm giảm thâm những vết mụn mới, có thể tẩy tế bào chết cho da. Nhược điểm: không làm mờ thâm được với những vết mụn cũ, có chứa cồn trong sản phẩm. Giá tham khảo 200.000 đồng. Đứng ở vị trí thứ 7 đó chính là kem trị mụn Megaraw. Thông tin thương hiệu: sản phẩm đến từ một công ty mỹ phẩm Việt Nam có tên Gamma Chemicals. Các sản phẩm của hãng được sản xuất và phân phối tại Việt Nam và được một vài beauty blogger rất săn đón và tin dùng. Gamma Chemicals đã xây dựng, phát triển không ngừng trong suốt 20 năm và đã đạt được những thành công bước đầu với những đầu sản phẩm chất lượng. Thành phần Araleic Acid giúp trị mụn ẩn, mụn không viêm, lành tính phù hợp với phụ nữ đang mang bầu hoặc cho con bú, làm khô cồn mụn nhanh hơn. Glycolic Acid 5% giúp tẩy da chết hóa học, làm sạch da, làm giảm thiểu mức độ lão hóa. Aqualen Sodium Hydroxide giúp cấp ẩm tự nhiên cho da. Dạng gel: đối tượng sử dụng cho hầu hết các loại da. Đánh giá chung về sản phẩm: bao bì, sản phẩm đựng trong tuyết nhựa dẻo màu trắng gọn nhẹ, đầu lấy sản phẩm tiện lợi, nhỏ gọn, vệ sinh. Dung tích 15g. Ưu điểm: có khả năng làm chín nhân mụn nhanh, hạn chế được quá trình bong vảy, khô da khi sử dụng các loại trị mụn, sử dụng được cho các mẹ bầu. Giá thành rẻ, mang lại chất lượng lớn hơn so với giá thành. Nhược điểm: tháng đầu tiên sẽ khiến da trở nên nhạy cảm hơn, tỷ lệ bị rát cao. Giá tham khảo 100.000 đồng. Đứng ở vị trí thứ 8 đó chính là kem trị mụn Epidural 0,1% 2,5%. Thông tin thương hiệu: đây là một sản phẩm đến từ Pháp và không có quá nhiều thông tin về hãng nhưng được nhiều bác sĩ da liễu khuyên dùng khi được kê đơn. Thành phần Acetylene 0,1% giúp giảm sừng hóa cổ nang lông, kích thích quá trình bình thường hóa sừng hóa. Benzo Improxit 2.5% phá đi lớp sừng trên da, giúp kháng viêm diệt khuẩn. Dạng gel: đối tượng sử dụng cho các trường hợp mụn nặng như mụn viêm, mụn đỏ. Đánh giá chung về sản phẩm: bao bì, có nắp dễ bảo quản, tránh sản phẩm tiếp xúc trực tiếp với môi trường bên ngoài. Dung tích 15g. Ưu điểm:
giúp ức chế acne nên giảm thiểu khả năng lên mụn viêm mới, giúp khô cổ mụn nhanh chóng 2 đến 3 ngày. Nhược điểm: có khả năng gây kích ứng da bởi có chứa thành phần propylene glycol. Bôi trên diện rộng sẽ làm đỏ, rát, ngứa da. Lưu ý khi sử dụng: chỉ bôi theo vùng, không bôi toàn mặt. Không nên tự dùng ở nhà, nên nhờ bác sĩ kê đơn. Giá tham khảo 150.00 đồng. Đứng ở vị trí thứ 9 đó chính là kem trị mụn Parapan. Thông tin thương hiệu: đây là một sản phẩm đến từ Nhật Bản, thuộc thương hiệu Lion. Từ một hãng chuyên sản xuất các loại chất tẩy rửa, sản phẩm chăm sóc răng miệng, Lion đã rẽ hướng sang mỹ phẩm và đạt được những thành công lớn, dễ dàng chinh phục được thị trường làm đẹp khó tính như Nhật Bản. Thành phần isopropyl methylphenol (IPPN) có khả năng kháng viêm hiệu quả, thường được sử dụng trong các loại sản phẩm về răng, có hương liệu và cồn. Đánh giá chung về sản phẩm: bao bì dạng tuyếp nhôm, dễ dàng lấy và bảo quản sản phẩm. Dung tích 24g. Ưu điểm: giúp giảm viêm, giảm đỏ da, thích hợp cho quá trình sau khi nặn mụn, mang lại cảm giác dễ chịu, không nhờn rít trên da. Nhược điểm: không có khả năng tiêu sừng, tiêu cồi, không phù hợp cho phụ nữ mang thai và cho con bú. Lưu ý khi sử dụng: không sử dụng cho phụ nữ mang thai và cho con bú. Giá thành sản phẩm 190.000 đồng. Đứng ở vị trí thứ 10 đó chính là kem trị mụn Tretinoin 0.05% Obari. Thông tin thương hiệu: đây là thương hiệu quá đỗi nổi tiếng và được các chị em hiện nay vô cùng yêu thích với những sản phẩm có giá tiền đi đôi với chất lượng. Obari Medical được thành lập tại Mỹ và được các chuyên gia da liễu rất yêu thích và khuyên dùng trong thị trường đầy tính cạnh tranh này. Thành phần 0.05% Tretinoin giúp giải quyết hầu hết tất cả các vấn đề về da như mụn, nếp nhăn, sạm da. Đối tượng sử dụng: phù hợp với hầu hết tất cả loại da, nên chú ý với da nhạy cảm. Đánh giá chung về sản phẩm: bao bì nhỏ gọn với thiết kế màu trắng tinh tế. Dung tích 20 giờ. Ưu điểm: giảm mụn, tiêu sừng hiệu quả, làm chậm quá trình lão hóa, giảm tình trạng nếp nhăn trên da, giảm nám, làm sáng da, làm mờ các đường rạn da, đẩy các nhân mụn lên. Nhược điểm: dễ gây kích ứng, đỏ, ngứa rát, bong chóc da. Giá thành cao. Lưu ý khi sử dụng: tìm hiểu kỹ trước khi sử dụng, có thể tham khảo ý kiến bác sĩ để tránh tình trạng kích ứng quá mức. Giá tham khảo 2.100.000 đồng. Và đứng ở vị trí cuối cùng chính là kem trị mụn Taroretin 0.1%. Thông tin thương hiệu: thêm một sản phẩm nữa đến từ Việt Nam của công ty cổ phần dược Medisun. Đây là công ty tiên phong trong việc chú trọng vào các sản phẩm dược mỹ phẩm tại Việt Nam và được thành lập vào năm 2002, mang theo nhiều kỳ vọng sẽ thay đổi chỗ đứng của các sản phẩm làm đẹp mang thương hiệu Việt Nam trong mắt người tiêu dùng Việt Nam và các bạn bè quốc tế. Thành phần Aspirin 0.1% thuộc thế hệ 3 của dẫn xuất vitamin A, giúp điều trị mụn hiệu quả, tăng tốc độ làm mới tế bào, đào thải bít tắc lỗ chân lông. Dạng gel: đối tượng sử dụng: phù hợp với hầu hết mọi loại da, không sử dụng với những phụ nữ có bầu hoặc cho con bú. Đánh giá chung về sản phẩm: bao bì, đơn giản, tiện lợi. Dung tích 15 giờ. Ưu điểm: giá thành rẻ nhưng đem lại chất lượng tốt, có tác dụng điều trị mụn rõ rệt, khả năng kích ứng thấp. Nhược điểm: không phù hợp cho người đang mang thai hoặc cho con bú sử dụng. Giá thành sản phẩm 90.000 đồng. Và vừa rồi là top 11 kem trị mụn loại nào tốt nhất hiện nay mà mình vừa giới thiệu với các bạn. Mình hy vọng là những thông tin vừa rồi sẽ giúp được cho các bạn lựa chọn được cho mình một lọ kem trị mụn phù hợp nhất. Link mua sản phẩm thì mình để ở dưới phần mô tả của video này để các bạn tham khảo nhé. Và video của mình đến đây là hết. Xin chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn vào những video review tiếp theo.